Cây mạ mân là cây thuốc lâu đời được người Tây, Nùng và vùng thúi phía Bắc dùng để chữa rất nhiều bệnh, nhất là các bệnh về gan và lợi tiểu. Từ bao đời nay, kinh nghiệm dân gian đã sử dụng cây với rất nhiều công dụng đáng quý để phòng ngừa điều trị bệnh. Vậy bạn đã hiểu về cây mạ mân giải độc gan thế nào và có tác dụng như nào chưa? Bạn hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Cây mạ mân, mục lục tìm hiểu về cây mạ mân. Cây mạ mân thuộc giống họ đậu, Fabaceae. Cây mạ mân hay còn được gọi là cóc kèn ban ansa, tên gọi khoa học Acanthus baylonsae. Cách nếp cây thuộc loại cây thân cổ nhỏ, cao tới 8m, thân to 15cm, lá chét xoan, rộng khoảng 16cm, hoa trì ở nách lá, quả chẹt dài màu nâu, nhỏ, bộ phận dùng để làm thuốc, thân, rễ. Xem thêm hình ảnh nhận dạng cây mạ mân, những dấu hiệu gan bạn kêu cứu. Có rất nhiều người cần phải giải độc gan dù chưa xuất hiện triệu chứng. Những trường hợp thường xuyên người uống nhiều cà phê, người thích uống trà đặc, những người hút thuốc nhiều, uống rượu bia nhiều, sinh hoạt không đúng giờ giấc, thức khuya, ít ngủ, tinh thần căng thẳng, người hay ngồi nhiều, ít vận động, người lớn tuổi. Đây là những trường hợp cần phải giải độc gan và giải độc cơ thể thường xuyên mà bạn cần lưu ý. Trường hợp xuất hiện những triệu chứng sau đây cần giải độc gan: người bị đổi màu da thành vàng tái nhợt nhạt, đi ngoài phân và nước tiểu có màu bất thường, hơi thở có mùi, đắng miệng, nóng trong người, mụn nhọt, mẩn ngứa; người bị táo bón, mệt mỏi, chán ăn. Ngoài ra, thì những dấu hiệu như bụng chướng, rối loạn kinh nguyệt, uể oải chậm chạp thì cũng có nguy cơ đang bị tích tụ độc tố cao trong cơ thể, cần đến gặp bác sĩ để khám ngay để có những cách giải độc gan nhanh nhất. Tác dụng của cây mạ mân. Cây mạ mân được thử nghiệm rất nhiều để tìm ra tác dụng, như có tác dụng lợi mật từ việc bào chế cao lỏng từ mạ mân. Theo như nghiên cứu trên cây mạ mân thì chúng có hiệu quả cực tốt trong việc lợi mật lợi tiểu. Thân rễ mạ mân khi được sử dụng hàng ngày, cơ thể con người được hấp thụ những tính chất từ cây mạ mân. Chúng có thể phòng ngừa được các bệnh về viêm nhiễm và sử dụng chúng rất an toàn trong giải độc ngừa viêm. Dùng mạ mân giải độc gan. Theo rất nhiều nghiên cứu được ghi chép lạ, dùng mạ mân bảo vệ gan, phòng ngừa các bệnh về gan hiệu quả rất đáng kể. Cây mạ mân giúp giảm các triệu chứng về gan trong các bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan do virus, rối loạn chức năng gan, điều trị các bệnh do gan như mụn nhọn, dị ứng, mẩn ngứa, các bệnh ngoài da do gan. Với những trường hợp thường xuyên sử dụng rượu bia, chức năng gan phải hoạt động nhiều, sử dụng mạ mân giúp tăng cường bảo vệ gan, giải độc tế bào gan, giúp gan hoạt động tốt hơn. Những người chức năng gan kém có thể sử dụng mạ mân giúp tăng cường chức năng gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Trong dân gian, người ta đã biết sử dụng mạ mân làm thuốc chống viêm gan, chữa các bệnh về gan, hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan đến gan mật. Xem thêm, bảo vệ gan, hạ men gan bằng cà gai leo. Bài thuốc mạ mân giải độc gan. Mạ mân sắc nước uống nguyên liệu 300-500g. Mạ mân thái lát tươi 1 ấm đất. Cách làm cây mạ mân tươi chặt: trên rừng đem rửa sạch thân cây thái lát mỏng, cho thân cây tươi thái lát mỏng vào nồi, tốt nhất là nồi đất, đổ ngập nước đun sôi trên bếp khoảng 10 phút, tắt bếp để lửa riêu khoảng 5 phút, có thể uống thay nước hàng ngày, có thể rót ra chai để tủ mát uống dần và uống vào hôm sau. Xem thêm, cách dùng mạ mân chữa bệnh trong dân gian. Phòng ngừa bệnh gan, ngoài việc dùng mạ mân để giải độc gan, bạn cũng nên thực hiện những biện pháp dưới đây, chính là cách để phòng tránh. Uống nước thường xuyên. Uống nước thường xuyên không chỉ là cách giải độc gan đơn giản đem lại hiệu quả cao, cùng với đó là giúp giải độc cả toàn cơ thể. Nên uống nước nhiều vào buổi sáng và giảm dần vào buổi tối, sẽ giúp giải độc cơ thể và tốt cho hệ tiêu hóa. Giữ tinh thần luôn thoải mái. Khi bạn căng thẳng thì các hormone gây căng thẳng sẽ phát tán ra toàn cơ thể, sẽ gây nên các độc tố và làm hạn chế các hoạt động của các tế bào gan có chức năng giải độc. Vì vậy, một trong những cách giải độc gan hiệu quả nhất đó chính là phải luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái, vui vẻ, yêu đời. Vận động thường xuyên sẽ tạo ra mồ hôi và là cách để giúp cơ thể giải độc hiệu quả. Để giúp gan thải độc hiệu quả thì bạn nên vận động thường xuyên. Ngoài ra thì vận động sẽ giúp cho tăng cường miễn dịch tốt hơn cho cơ thể. Tạo thói quen đi đại tiện mỗi ngày. Hàng ngày, cơ thể con người nạp vào rất nhiều thức ăn nên bài tiết cặn bã cũng rất nhiều. Mỗi ngày bạn cần phải đi đại tiện ít nhất là một lần để đảm bảo những chất cặn bã đó không gây hại đến sức khỏe.
Trên đây là những thông tin về mạ mân giải độc gan. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng cây mạ mân và các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.